Vâng, xin chào tất cả mọi người. Xưởng đồ gỗ Vua Chiếu Ngựa hôm nay lại xin giới thiệu đến mọi người một cái kệ tivi hàng siêu VIP, siêu dày của cơ sở bên em vừa mới hoàn thiện xong. Và hàng được đục máy sửa tay, đục sâu. Và hàng dày dặn cực kỳ đẹp và chất liệu thì bằng gỗ hương đá. Và được chọn vân rất là kỹ càng. Bộ sản phẩm này thì cơ sở làm cho một anh ở tại Hải Phòng đã đặt hàng cách đây là 1 tháng. Hiện tại bây giờ bộ sản phẩm đã được hoàn thiện. Thì bây giờ là cơ sở em là cũng quay lên để cho tất cả mọi người có thể theo dõi được cái kệ này cho nó đẹp. Và hiện tại bây giờ ánh nắng mặt trời đang chói vào cho nên là mọi người nhìn thấy hơi lóa một chút. Thì mọi người sẽ thông cảm và xem giúp em. Đây mọi người có xem đi ạ. Em sẽ đi vào chi tiết cái kệ này thì kệ đục cột nho con sóc. Và là dài 2m4. Chiều cao cao của nó là được 87 và ở giữa của nó là rộng của nó là được 1m33. Đủ để một cái tivi đủ để một cái tivi 35 inch. Đấy. Và đây em xin đã đi vào giới thiệu chi tiết cái kệ tivi này để cho tất cả mọi người cũng như là quý khách hàng có thể xem được. Đây mọi người ạ, đây là đường nét đục của cơ sở bên em làm đục sâu, đục và sửa tay rất là kỹ càng, từng nét rất là được uốn lượn. Đây là ngăn kéo. Ngăn kéo này thì rất là trơn và nuột, đều có dây và mộng rất là kỹ. Dáng đây là độ dày. Độ dày của kệ này thì cơ sở bên em làm khuôn tranh của nó dày 4 phân. Khuôn tranh 4 phân, mặt ván được làm dày 3 phân. Và được đục sâu 1,5 phân. Đấy, đây là toàn là thể bức tranh. Đây là cây mai và những con chim ở đây nhìn rất là rõ nét. Và sang đến đây, những cái bức mặt của nó thì được thông cúc trúc mai tượng trưng cho 4 mùa, đó chính là xuân hạ thu đông. Đấy, ở trên đây 4 bức tranh cực kỳ đẹp. Và đây là cây trúc. Đây mọi người có thể xem đây, cơ sở em làm cực kỳ là dày dặn và ván đều được chọn vân kỹ càng, không có vết, không có một vết xước nào luôn, cực kỳ đẹp, không sâu không dập. Mọi người có thể xem đi ạ. Đây, bên trong vân cũng rất là đẹp. Đấy, và đây là đặc biệt ở trên mặt của cái sản phẩm này, trên mặt kệ của nó thì cơ sở em chọn vân cực kỳ là kỹ, mà mặt của nó là dày 1,5 phân và gỗ hương đá được chọn vân kỹ càng và từ một tấm gỗ lớn chọn ra. Đấy, đây là trên mặt này cũng vậy, hai mặt vân cũng rất là đẹp. Đấy, sang đến mặt bên này. Đấy. Và cái kệ này thì giá của nó hiện tại bây giờ cơ sở em đang bán chỉ có là 16 triệu đồng cho cái kệ hoàn thiện đẹp như thế này thôi. Và ở dưới yếm của nó còn được đục thủng và vén hoa hồng cực kỳ đẹp. Đấy mọi người có xem. Yếm được đục thủng và vén hoa hồng. Đấy, ở chân của nó đây được cơ sở em đục hoa hồng cực kỳ đẹp. Và đây được đục thủng và yếm của nó dày 2,5 phân. Chân cong vén vén hoa hồng. Và vừa rồi thì em có giới thiệu cái bộ kệ tivi cho mọi người, cái kệ gỗ hương đá và giá của nó là 16 triệu. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại là 0868111331 hoặc là inbox trực tiếp cho em ở dưới video. Thì em sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là đăng ký hàng cho mọi người. Và mọi người đừng quên đăng ký video để ủng hộ cơ sở bên em. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.